Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với số bên câu Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho bác một lô hàng mới nữa nhá. Thì đúng như lời hứa các bác thì công việc của nhà em xong rồi thì em sẽ cố gắng lên clip thật đều cho các bác. Đấy, gần như ngày nào cũng lên. Đấy thì các bác xem cây nào thì ưng thì báo cho em nhá. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369. Em để trên góc màn hình nếu nhá. Để các bác cứ ưng là các bác báo cho em. Chốt hàng thì rất đơn giản thôi. Các bác xem clip của em xong là đến cái mã nào bác báo mã, xong là gọi số điện thoại báo cho em là ok. Đấy các bác nhanh tay chốt ủng hộ cho em nhá. Đầu tiên thì em sẽ vào chiếc cần số 1. Số 1 là chiếc cần thuộc dòng cần mini, thì nó không hẳn là mini lắm nhưng mà nó khá là ngắn các nhá. Nó khoảng tầm 50 gần 60 cm. 55 cm gì đấy, một chiếc cần chất liệu carbon các bác này, chất liệu carbon. Tên nó sẽ là Casu Boat 2m7 cứng 20. Ở đây là chiếc cần được sản xuất tại China, xuất Nhật. Ở được trang bị cái dàn khoen là khoen hãng thôi nhá, nhưng mà rất là dày và chắc chắn. Khoen rất là chắc chắn cho bác câu. Con này các bác đánh năng C nhẹ được nhá, đánh lua được luôn. Câu ngâm cũng ok. Dòng này nó thuộc dòng kiểu câu đa lăng ấy, gọn, cầm đi câu nó tiện thôi. Chứ câu thì nó không phê vào những dòng đắt cần đắt tiền được, cân nặng. Con này nặng là 220g có nhá. Ngọn sẽ là 1.93 ly và có giá là 300k, mã số 1 cũng nhá, 300.000. Sang mã số 2 này. Số 2 nó sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần VIP có nhá. Đây là chiếc cần tay thuộc dòng câu suối, dài là 5m3. Đấy, độ cứng tương đương tầm 2H để cho bác đánh suối nhá. Các bác là câu suối dòng này các bác biết rồi, đây là chiếc cần VIP để các bác câu suối. Vân sẽ là vân hai da các nhá. Bên ngoài lóng thì rất là đẹp sáng, nhưng mà bên trong lóng thì lại không được đẹp cho lắm, nó hơi có xước, mới cả là có cái trường hợp bị rột keo. Đấy, cái con dòng này thì bao giờ cũng vậy, nói chung là nhìn nó xấu mắt thôi chứ còn các bác câu thì không ảnh hưởng gì, câu thoải mái. Nhưng mà nhìn nó không được đẹp mắt như cái dòng mới tinh. Đấy, nhưng mà mới thì sẽ nhìn giống như này các bác này. Đấy, mà sau một thời gian dài thì nó lớp keo này nó có khe khe này, đấy nó hơi rột nhẹ. Dòng này thì con này thì nó chính xác là nó không được đẹp. Còn cần thì không lỗi lầm gì đâu nhá. Con này ngoại hình mà đẹp long lanh là 1,5-1,6 triệu giờ ra là bay ngay lập tức này. Một chiếc cần câu suối nhá. Tôi chết rồi, con này bị lỗi con này. Đây là con này bị dập gốc, vận chuyển bị ép vào nhau, cho nên là bị dập một tí gốc rồi nhá. Nói chung không ảnh hưởng gì cho lắm. Các bác câu cũng không ảnh hưởng gì chỗ này. Thì con này sẽ được giảm giá cho bác nhá, cân nặng này 105g. Con này thì giảm cho bác lửa giá luôn vì nó lại hai lỗi, một là lại rụp keo, hai lại dập gốc. Con này nếu các bác là 700k thôi này, mã số 2 nhá. Ngọn là 0.75 ly. Mã 3 này. Mã 3 này thì ngon này. Mã 3 sẽ làm chiếc cần của LFT. Chiếc cần LFT, ngoại hình con này bên ngoài khá đẹp. Dài 5m3, cũng là một dòng câu suối có nhá, cân nặng này. Cũng bằng con kia luôn, 105g. Bản này bản Aravansi nhá. Aravansi là bản LFT khá là ngon. Bản này thì vân nó sẽ là vân carbon xoắn vòng. Đấy. Chính xác ra nó là dòng vân da bông các bạn, hơi bông bông nhẹ. Nhìn nghiêng này sẽ có lớp hơi dòng vân bông các bác nhá. Đấy, cái gọi là hai da bông. Nó vân nhìn nghiêng mới thấy, còn nhìn thẳng thì không thấy. Nhìn thẳng thì vẫn còn một cái lớp vân kiểu dạng hai da nhưng mà nó mờ. Con này thì đẹp có nhá, con này ngoại hình khá ổn. Nhưng con này cũng có một nhược điểm. Là ngọn con này bị thay rồi có nhá. Ngọn này là ngọn của con Shimano. Còn vân con LFT nó sẽ là vân tròn này cơ. Con này nó vân hai da. Đấy, lần này lấy được mấy cây cần đẹp thì lại toàn bị lỗi nhẹ có nhá. Con này thì lỗi nó không nặng như con kia, ngoại hình vẫn đẹp, cân nặng và giá cho bác con này này. 115g. Không chấm 64 ly. Con này lấy các bác là 800k rồi này, mã số 3. Đấy, nó không bán như bản cái này hoàn toàn 1,2 triệu. Rồi mã số 4 này, số 4 là chiếc cần tay cuối của ngày hôm nay. Ở đây là chiếc cần tay thuộc dòng cần tay VIP có nhá. Đây là chiếc cần
câu để bác câu rô, câu giếc không phải câu suối đâu. Bản này cũng khá là nhẹ nhưng mà không phải rô, không phải câu suối. Bản này làm chiếc cần chế độ zoom quá nhá. Con này zoom là 4m6 này, zoom 4m9 này, zoom 5m3. Đấy, con này thì phải nói là đẹp rồi. Cái đít nó sẽ là đít chuẩn của nó nhé, không phải tự làm đâu mà là sản xuất ra như vậy rồi. Cái bản này thì rất nhiều cần vip luôn, cần tay dài cứng cũng có. Đấy, vân nữa nhá, con này thì vân đẹp, vân rất sáng. Vân rất sáng quá nhá. Đấy, con này thì rất đẹp. Quá đẹp quá nhá, con này thì hoàn hảo rồi, khá là đẹp. Đây là chiếc cần để cho bác câu câu rô, câu giếc, câu những con cá khoảng tầm dưới 1 kg là bác câu này cực kỳ phê. Đây ngọn tháo ra cái ngọn, cái dòng cần nhỏ nhỏ là cái ngọn, nhiều khi nó cứ tụt tụt vào bên trong, tại vì nó có cái bác. Đây này, ngọn đây có nhá. Cần này thì khá là thanh, dòng này thì nó cứng tầm tương đương khoảng tầm gần 3 hát có nhá. Dòng này thanh và lẩy cực kỳ luôn. À, đít con nào cũng quá chống kẹt lóng nhá, vân chống kẹt lóng. Rồi con này thì làm chiếc cần thuộc dòng cần đẹp để cho bác chơi. À, nó không được hoàn hảo như mới thôi, như mới thì ngon. Cân nặng này 130 g, 0.75 ly. Con này các bác là 1,3 triệu các bác nhá. Con này nó đẹp thì nó sẽ đắt nữa đấy, nhưng mà nó không được đẹp cho lắm, tầm trung trung khá khá. Rồi xong số 5 này, số 5 sẽ làm chiếc cần Ikara. Đây là chiếc cần Ikara có chiều dài là 1m8, hãng là hãng Ryobi các nhá. Con này là gồm hai ngọn zin hết. Đây các bác này, đít con này là có hai lỗ này, hai lỗ cắm được hai cái ngọn vào luôn, nhưng mà con này là người ta chưa dùng nữa, thế nên là vẫn để cái vỏ bao đựng cái ngọn cần ở trong này các bác nhá. Đấy, hai ngọn cần zin. Đấy, một ngọn thì khuyên sẽ thưa hơn, một ngọn là khuyên sẽ dày hơn, các bác có thể nhìn thấy nhá. Mà con này thì em không báo nhiều nữa, cân nặng em đo tất cho các bác này. 140 g mà cân cả tất tần tật này luôn. Giá con này là 700 k các bác nhá. Mã số 5. Ngọn 0.8 ly. Mã số 6 này, số 6 làm cho cần Ikada VIP nhá. Ở số 6 sẽ làm cho cần Ikada có chiều dài là 2m1. Ngọn là 0.6. Chất liệu carbon wicker, ngoại hình con này thì đẹp long lanh. Con này đẹp hoàn hảo quá nhá. Đấy, ngọn zin không hụt tí nào. Đấy, cây này thì không không xoay nhiều, con này em cũng vào luôn này, con này đẹp lắm ạ. Đây là một chiếc cần Ida, Ikada đẹp, phải nói là ít gặp. Gần đây Ikada loại này em bán khá nhiều nhá. Con này được sản xuất tại Đài Loan các bạn, wicker như Đài Loan. Ngọn là 0.8 ly. Cân nặng là 93 g, con này có giá là 900 ngàn. Mã số 6. Mã số 7 này. Mã số 7 sẽ làm chiếc cần sút Nidder mới về nữa nhá. Đây làm chiếc cần sút Nidder dòng FV. Dài 4m05, cứng CX sản xuất tại Indonesia. Hôm qua thì có loại CX của bản khuyên trắng, hôm nay thì bản khuyên thường nhá, khuyên thường nó rẻ hơn. Con này ngoại hình cũng rất là đẹp có nhá. Con này ngoại hình phải nói là quá đẹp luôn. Ngoại hình rất là đẹp. Con này đẹp. Đấy, mọi thứ zin hết các bác nhá. Sút Nidder này thì em bán nhiều rồi. 4m25 thì nó khoảng tầm 2,1 triệu, còn 4m05 thì nó rẻ đi 100 k. Nặng là 430 g. 2.62 ly. 2 triệu tròn mã thứ 7. Mã số 8 này. 8A à, đây, quên mất 8 nằm trước cần VIP có nhá. Đây là chiếc cần của dòng Spin Power, dài 4m05, cứng AX. Một chiếc cần sản xuất tại Nhật. Một chiếc cần Spin nhá, bát là bằng chất liệu Titan, khuyên là dòng khuyên trắng. Con này làm chiếc cần người ta đã dùng rồi nhá, cũng có vài vết xước, thì con này nó là dòng đắt tiền nên em sẽ xoay sâu một xíu cho bác này. Ở phần gốc con này thì ok đẹp này, gần như là hoàn hảo luôn, gốc thì quá đẹp, các bác nhìn rõ nhá. À, lên trên gần trên này thì nó sẽ có một cái vết xước ở chỗ này. À, vết xước này thì nhìn chỉ xấu nhưng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Ở phần gốc cũng rất là khỏe. À, tiếp theo lóng thứ hai này, lóng thứ hai thì cũng có xước đâu nhá này, có một vài vết xước kéo này.
À, còn một vài xước, xước này thì nó không ảnh hưởng gì đến cần của mình, nhìn không đẹp mắt thôi. À, bác nào về mà có chỗ nào người ta chuyên chuyên phục hồi lại cái phần bề mặt đấy thì các bác mất vài trăm nữa là người ta phục hồi cho bác cái phần sơn phần bóng này thì đẹp long lanh luôn. Còn nếu không thì cứ thế này cầu thoải mái, vì đằng nào các bác cầu thời gian cũng sẽ bị bụi xước mà. Đấy, con nóng thứ này thì hơi xước một tí nữa nhé, đấy có vài vết xước này chứ nó không có vết xước nào sâu, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cần cả. Đấy, ngọn này. Đấy, ngọn con vết xước, vài vết xước nhẹ nhẹ thôi nhé. Cái là chính xác nó là vân hai da, nó nổi lên khi câu nhiều nó kéo nó mòn thôi chứ còn không bị xước xước nhé. Đấy, nó chỉ cần AX 4m05 cứng AX cân nặng này. Con này nặng là 500 g. Cho bác đánh tẹt ten ten nhé. Ngọn là 3.2 ly. Con này có giá là 8.100.000 các nhé. Spin bản AX. Con này hơi tiếc là nó không được hoàn hảo thôi, hoàn hảo nó đắt hơn một tí nữa. Rồi sang cây số 9 này. Số 9 sẽ làm cho cần sút đi đờ bản khuyên trắng. Đấy, con này cần đẹp quá nhá. Con này bác sưu tầm cũng ok luôn này. Con này hoàn hảo thế này. Con này đổi sang con spin kia xong là con spin kéo sút xong con này có phải là ngon không? Quá ok luôn. Con này đẹp hoàn hảo quá nhá. Con này đẹp như mới luôn. Khẳng định các bác con này đẹp như mới. Một chiếc cần sút leader bản khuyên trắng. Khuyên trắng thì các bác biết rồi. Đấy, vân là vân hay da toàn thân. Dài 4m05 cứng EX, một chiếc cần của Indonesia nhá. Cân nặng này 340 g, 243 ly. Con này lấy bác là 3 triệu tròn. Đấy, ngoại hình đẹp nhá. Rồi sang cây số 10. Hôm nay là có 4 cây số thôi các nhá. À, cây số 10 làm chiếc cần của Spin. Con này ngoại hình cũng rất là hoàn hảo các nhá. Một chiếc cần Spin bao gồm dài 4m50 cứng DX. Con này mới gần như là chưa dùng luôn này. Cái phần giấy bóng bọc của đít các bác như này vẫn còn nguyên nhá. Có nhìn cái dây bóng chưa? Dây bóng bọc bảo vệ đuôi này. Đấy. Gần như là vẫn còn. Nó thì không phải là cần mới tinh nhưng mà người chủ sở hữu là người ta quản lý và người ta dùng rất là đẹp có nhá. Đấy, bát titan này. Ngoại hình con này rất đẹp có nhá. Gần như là bên trong không có xước luôn, chỉ có một chút chút xíu tí 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 thôi này. Đấy, này, có một xước bé tí này thôi, còn đâu đa phần rất là đẹp có nhá. Tổng thể rất đẹp luôn. Khuyên trắng vân hai da toàn thân. Con này là 1 khuyên, 2 khuyên, 3 khuyên, 4 khuyên, 5 khuyên, 6 khuyên. Con này là 6 khuyên. Đấy, 4m50 cứng DX cân nặng này. 480 g. Ngọn là 2.45 ly. Con này ra là 4.500.000 con này. Là số 10. Ủa, hôm nay em lên khá nhiều đấy, em quay hơi lâu thì bác thông cảm nhé. Mã 11 này. 11 sẽ làm chiếc cần 3m, đọt số 3, một chiếc cần của LFT các bác nhé. Đấy, bản Aravansi, vân là vân hai da con này. Con này các bác nào mà hạ tay về các bác đi gảy rô con này đẳng cấp luôn. Bản này thì khỏi chê rồi. Bản này sẽ được trang bị là vân hai da lên tận ngọn các bác nhé. Đấy, con này thì bình thường là sẽ giá nó khá là cao ấy, nhưng mà con này thì cái phần khuyên con này nó sẽ không đẹp, không được đẹp cho lắm. Để các bác nhìn các bác biết này. Đấy, dàn khuyên nó không được đẹp. Cái khuyên cuối này nó bị bong một chút sơn rồi. Nên con này em bán chủ yếu bán phôi cho bác nhé. Về các bác hạ tay câu con này thì khỏi bàn luôn, mà ISO cũng ngon luôn. Con này nếu ngoại đẹp nó khoảng tầm chục tư cái này các nhé. Con này ngoại hình nó tầm trung nên là giá sẽ rẻ hơn. Nặng là 115 g, ngọn là 1.09 ly. Con này có giá là 1 triệu tròn. Mã thứ 11, 12 này. 12 sẽ làm chiếc cần của Lissin. À đây là chiếc cần VIP các nhá. Đây là chiếc cần Lissin Made in Japan, bản này bản bắt đúc đời cao. À, cái bản này nó sẽ thiết kế theo cái tay mình cầm nhá. Cái chỗ này nó hơi cong cong này. Đấy, bản thiết kế đời mới bây giờ. Cần này thì phải nói là đẳng cấp rồi, một chiếc cần của Lissin sản xuất tại Nhật. Ôi tí thì kẹt cái nắp. Được trang bị dàn khoen là khoen chân vỏ có nhá, đầu bu là bu chống xoắn. À, bác nhìn chữ này VIP
Origin. Đấy, được trang bị là phôi, là phôi vân xoắn vòng, lửa nhám lửa bóng, lửa nhám lửa bóng. Dòng này thì siêu lẩy các nhá. Con này rút ra thẳng căng luôn, cả khuyên cũng thẳng tắp luôn. Độ lẩy tốt để cho bác đánh ISO, con này bác đánh ISO ngon, bác hạ tay ngon. Đây là một chiếc cần thuộc dòng VIP có nhá. Một chiếc cần ISO VIP của Lissi, sản xuất tại Nhật, dài 5m3, đọt 1.75. Đấy, dòng này dòng cao cấp nhé, cân nặng này 220g. Ngọn dòng này thì khá là to có nhé, 1.3 ly và có giá là 1.700k, mã 12, mã 13 này. 13 làm chiếc cần thuộc dòng cần nội địa, tên con này sẽ là Kakari, dài 3m6, đoạt 1. Con này thì để em xem nó ở cái dòng gì thì để em phân tích cho nó dễ hiểu nhỉ. Con này nó thuộc dòng khoen lỡ các bác nhá. Nếu mà so với cần năng C ấy, thì nó cứng tương đương khoảng tầm 20 của năng C. Còn so với cần ISO thì chắc nó phải tầm đoạt 4 đoạt 5 giờ ra. Đấy, dài là 36, ghi đây là đoạt 1. Khuyên bát Fuji, gốc sẽ là 2 da, dòng nội địa nhá. Cân nặng này. Nặng là 300g, ngọn là 1.8 ly. 36 đợt 1, con này nó ra là 700k có nhá. Dòng khuyên nỡ, dòng này ít gặp này. Mã 14 này. 14 làm chiếc cần của Pun Bay. Pun Bay thì các bác mua của em nhiều có biết cái dòng này nó là công nghệ Nhật. Nhiều chiếc cần nó ghi sẽ là công nghệ Nhật và sản xuất tại China, nó ghi song song luôn. Đấy, Pun Bay. Một chiếc cần gần như là mới tinh. Bát là thuộc dòng bát bát đúc nhá, bát vặn. Bát vặn thì có nhiều kiểu bát vặn kiểu đời cổ thì nó sẽ kiểu giáp giáp với nhau như này. Của bát vặn đời mới bây giờ thì nó sẽ theo kiểu bát hơi đúc nhẹ. Đấy, đúc thành khối thì nó cũng ráp vào nhưng mà nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji có nhá. Đây là chiếc cần để cho bác công âm, chiều dài nó sẽ là 3m, độ cứng sẽ là 20. 20 này sẽ là 20 của lăng C các bác nhá. Đấy, các bác nào mà câu nhiều thì bác biết con này thì các bác câu ngâm thì cực kỳ ngon. Con này là đầu bu con này đầu bu thay rồi các bác này. Nó là bu màu đen cơ, con này là đầu bu màu trắng. Nhưng con này sẽ lấy các bác giá hợp lý nhá. Mã 14 này, cân nặng này. 160g. 1.56 ly đấy các bác, là 600k con này các bác nhá. Đấy, hàng thông số 3m này, ít gặp này. Để bác câu ngâm cũng biết là con này cực hay. Sang con thứ 15. 15 thì full zin nữa nhá. Đây, full zin nó sẽ như thế này. Nó sẽ đẹp mắt hơn và gọn gàng hơn. Con này nếu bác là 700k nhá. Mã thứ 15. Đấy, hai con này thì như nhau, không đó nữa nhá. 14 và 15. 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Sang con 16 này. 16 này, thuộc dòng hiếm này. 16 này sẽ làm chiếc cần của con này là của hãng gì đây, nhìn như VLT nhỉ. Con này làm chiếc cần phải nói là hơi dị đấy. Con này sẽ mang chất liệu sẽ là Ryan Carbon có nhá. Đấy, vân thì vân LFT, nhưng thường thường LFT nó sẽ báo tên cần đấy, nhưng con này thì nó sẽ không ghi, nó sẽ ghi như này. Spicolope, dài 3m3, cứng 15. Vân hai da cực kỳ đẹp. Khuyên cũng đẹp không lỗi gì các bác nhá. Đấy, dàn của con này. Con này cái khuyên đầu tiên này chắc bị lai khuyên rồi. Nhìn ghét thật đấy, đang đẹp. Dòng này hợp với các bác đi cùng âm là ngon. Đấy,
Con này thì khuyên của nó sẽ là khuyên ui để 3 lứt rồi con này. Hơi tiếc ha, con này thì các bác về các bác kiếm khuyên thay vào nhá. Con này thì phải nói là cực kỳ đẹp đấy, không gặp mấy đâu, 3m3 cứng 15. Toàn những cần kiểu này là rất là ít gặp. Cân nặng này 1.70 g. Ngọn là 1.93 ly. Con này lấy các bác 1 triệu tròn. Bác nào mà có tay nghề các bác sửa chữa này thì lên thì long lanh luôn. Tiếp theo thằng 17 này, em sẽ đi nhanh một xíu nhá. Hôm nay nhiều cần mà đi hơi lâu. 17 đây là một chiếc cần của Lissin, bản đời mới bây giờ nhá. Vân là vân caro đây. Đẹp chưa? Đấy, một chiếc cần dài 3m3, đọt 3, một chiếc cần ISO nhá. Bát là bát, dòng bát đời mới này. Có gì? Vân caro này. Còn vân trên này nó sẽ là phủ sơn đen nhá. Còn trên đầu cần này này. Ô chị mất điện, nó sẽ đánh chống lỗ như này. A làm mà nó làm chống chống lỗ bằng cái vân hai da trên đầu, đẹp không? Có nhìn được phê không? Quá đẹp. Tự mất điện rồi. Mình chưa cần đi xin mới nhá, cân nặng này. Con này thuộc dòng hiếm hoi mới ra đấy. 1.55 ly ngọn. Nặng 140 g. Con này giá là 1.400.000 các nhá, hàng mới ra. Đẹp, long lanh. Các bác nhìn rõ không ạ? Sang mã 18 đi. Ở sang mã 18 em sẽ đi dập lại cầu dao. Đây là một chiếc cần dài 2m7 các bác nhá, cứng 10. Con này hôm qua nhiều anh em khá là hỏi này. Đây là một chiếc cần của Shimano, thuộc dòng hàng gọi là hàng hệ đấy. Có định vị lóng cho bác này. Vân là vân hai da toàn thân nhá, ngọn cũng hai da luôn. Hôm qua thì có một con cứng 20, giá là 1.1 triệu, còn con này thì nó mềm hơn. Đấy, dài 2m7 cứng 10. Một chiếc cần đời cao của Shimano nhá. Khá đẹp, một chiếc cần dòng khoen lỡ, cân nặng cho bác này. 128 g. Ngọn 1.08 ly, con này nếu bác là 900 k, mã thứ 18 này. Ok rồi, xong mã 18 coi nhé, à 19 đi. Mã này mã 19. Ở đây sẽ là một chiếc cần dài là 39, đột số 3, một chiếc cần của Daiwa. Có chế độ zoom coi nhé. Ở zoom chỗ này zoom 2, 4, nó zoom 60 phân các bạn. Các bác câu 3m3 và câu 3m9. Đấy, con này thì make in Japan các bác nhá. Một chiếc cần ISO đẹp. Phôi bên trong còn rất đẹp các nhá, phôi rất là sáng. Phôi rất đẹp luôn. Con này bình thường thì nó giá khoảng tầm 900 đến 1 triệu một cây tùy độ mới. Nhưng con này nó có một cái vết nhỏ lỗi đây các nhá, đang bị dập. Đấy, nên con này sẽ lấy các bác là 600 k nhá. Các bác về các bác xử lý sao xử lý. Đấy, mã số 19 cân nặng này. 150 g. 1.16 ly. Mã số 19, mã 20 này. 20 làm chiếc cần có thể nói là chiếc cần ISO VIP nhất ngày hôm nay à. Đây làm chiếc cần 39, đọt là 1.5 có nhá, một chiếc cần ISO của Daiwa. Vân là vân carbon hai da như này có nhá. Đấy, vân hai da này. Vân hai da này cực kỳ đẹp, ngoại hình bên trong rất đẹp có nhá. Ngọn sẽ là carbon xoắn vòng. Đấy, đẹp long lanh. Ba mươi chín cân nặng nhá, dòng này hiếm này. 150 g. 1.2 ly các bác nhá. Con này ra 1.500 k. Hàng này hàng đẹp. Rồi, xong 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần của dòng mini boss đây. Bản này ở nhiều anh em hỏi lắm này, hôm nay có một cây các bác làm nhanh tay chốt được thì chốt nhé. Mini boss, một chiếc cần thuộc dòng dòng mini của hãng Daiwa, chiều dài là 2m4, cứng là cứng 20. Đấy, dòng mono carbon, dòng này cho bác đi cầu đa năng nhá, cầu ngâm, lách xe nhẹ đều được, cần rất là đẹp. Cân nặng này 180 g. Ngọn 1.7 ly, giá là 700 k. Mã 321. Mã 22 này. 22 sẽ làm chiếc cần Shimano nhá. Đây là chiếc cần thuộc dòng
đời mới của Simolo, thân rất là nhỏ. Con này thì thân thân ở thân bình thường ở giữa giữa cần ấy là nó chỉ có 14 thôi nhé, rất là nhỏ, so với cần bình thường nhỏ rất là nhiều. Con này là một chiếc cần dài là 5 a 4,8, zoom 5,3, đọt là đọt 1.2. Tên của này sẽ là Tip Rim. Đấy, phần dưới này nó sẽ có một cái ngấn như này rất đẹp đấy nhá. Nói chung nhìn này thấy phê rồi. Bát là bát đời mới này. Con này được trang bị dàn khoen là khoen Fuji. Khoen này là khoen không khoen titan, khoen Fuji đâu. Fuji nó sứ xích đầu vu chống xoắn. Đấy, tất cả các cần dòng đều có định vị khuyên có nhá. Đấy, định vị khuyên này. Tất cả các lóng, tất cả các khuyên đều có định vị khuyên, định vị lóng hết. Con này gọi là full chức năng ấy. Đây, định vị khuyên này, khuyên nó sẽ có định vị nhá. Đấy, một chiếc cần khá là đẹp, khá là lẩy đó nhá. Cân nặng này 200g. Con này ngoại hình nó cũng còn khá đẹp đó nhá, không mới hẳn, không mới tinh. Đấy, một chiếc cần là ISO đẹp, nếu bác 1,4 triệu con này đó nhá. Con này nếu mà nó đẹp nó khoảng tầm 1,7 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu một cây đấy. Và này này. Rồi tiếp theo. Sang mã thứ 22, 23, 22 rồi sang 23. Hôm nay mình clip tham quá lên nhiều quá. 23 sẽ làm chiếc cần ISO nhá, dài 5m25, đọt số 2, một chiếc cần Simolo sản xuất tại Indonesia, bản công nghệ là 2 speed, công nghệ dây trong. Con này ngoại hình mới 99%. Con này ngoại hình rất đẹp quá nhá. Không lỗi làm gì. Đấy, con này thì đẹp thì lại đi nhanh. 800k cân nặng. 230g. Ngọn 2.88 ly, mã 23 800.000. Mã 24 này. 24 sẽ làm chiếc cần LFT. Đây là chiếc cần LFT 54.2, bản này lâu lắm mới lại gặp nhé, thường thường toàn gặp đợt 1 thôi. Hôm nay gặp đợt 2 này. LFT. Cần LFT con này thì full zin nhé, hôm nay có 2 cây. 2 cây này thì nó như nhau thôi. Hai cây đều như nhau, hai cây đều đẹp ngang nhau, không cái nào hơn cái nào cả. Một cây 24, một cây 25 nhá. 25 cân nặng là 220g, ngọn là 1.3 ly. Đấy, 54.2, 54.1 thì nó loanh quanh khoảng tầm 700-750 tùy ngoại hình. Con 54.2, con này giá là 900 coi nhá. 24 900k, 25 900k. Đấy, zin rất đẹp. Mã 26 này, 26 dòng hiếm này. Đây một chiếc cần lít xin nữa này, một chiếc cần có chiều dài là 5m3, đọt số 3, make in Japan. Đấy, con này thì bên trong vân nó sẽ là vân nhám và bóng nhá. Đấy, một nửa khúc nó sẽ là nhám, một nửa khúc nó sẽ là bóng. Đấy, nửa nhám nửa bóng, lên đến gần trên ngọn nhá, các bạn xoắn vòng. Con này thì còn zin 100%, ngoại hình đẹp. Để em rút thử em cứng. Con dòng này thì thường thường nó sẽ rất là thanh, thanh cần. Ui, con này câu khỏi chê đâu nhá. Bảo con này tiếc nó không phải quen xích, chứ còn bộ phôi này thì so với cả chiếc cần hai da là chơi căng tầm luôn đấy. Một chiếc cần 5m3 đợt 3, quá đẹp nhá, cân nặng này 260g, 1.4 ly, con này nó ra 1,2 triệu. Mã 26. Mã 27. 27 làm chiếc cần của LFT các bạn này, chiều dài là 2m7, độ cứng ở đây ghi là M. Một chiếc cần thuộc dòng Lozut, bản là bản Arenos nhá. Arenos là bản đời cao, được trang bị dàn khoen là khoen Fuji nội xứ xích. Có định vị lóng cho các bác nhá. Có định vị lóng, định vị khuyên luôn, có định vị lóng, định vị khuyên cho bác. Con này thì khỏi bàn này, một chiếc cần đẹp nhá, cân nặng này 150g, quá nhẹ. 232 ly, 1,500k. Còn con này nếu nó đẹp nữa nó hoàn toàn hơn đấy. Xong mã 28 này,
28 bản này thì một chiếc cần cũng siêu VIP đây rồi, bản hiếm nhá. Đây là một chiếc cần có chiều dài là 5m4, đọt số 4, một chiếc cần của ISO khoanh lớn dòng Shimano, sản xuất tại Nhật, chất liệu carbon là file carbon. Đấy, vân sẽ là vân hai da, xoắn gân như này. Đấy, tất cả các dòng cần thì em nhìn cái dòng gân này em rất là thích cơ nhá. Ngoại hình có thể nói rất là mới luôn. Đấy, gân hai da, con này gần như là đẹp hoàn hảo cơ nhá. Ngọn là carbon xoắn vòng. Còn toàn bộ thân sẽ là vân hai da như này. Còn rất là sáng và đẹp luôn. Đít là có đối trọng rồi nhá, cái này đối trọng là người ta lắp vào để cơ đối trọng cho nó nặng, cho nó nhẹ ngọn các nhá. Đấy, mã 28 chiếc cần siêu đẹp, cân nặng này 440g. Con này các bác nếu mà hạ cái đối trọng đi thì cho bác chỉ còn dưới 400g thôi, hoặc là sát sát 400g một chút. Ngọn là 177 ly. Đây cái đối trọng, nguyên cái đối trọng em đo cho bác là khoảng bao nhiêu gam thì bác trừ đi bác biết này. Một cái đối trọng này nặng là 69g có nhá, nặng 70g. Thì các bác trừ đi chắc con này chỉ tầm hơn 300g thôi. Đấy, khá là nhẹ. Một chiếc cần mã 28. Nặng là 390g đi. Ngọn là 1.8 ly đúng không? Đúng rồi, ngọn 1.8 ly và có giá là 2.400.000. Rồi, sang cây 29. 29 sẽ là một chiếc cần của Ruby, sản xuất tại Hàn Quốc, có chiều dài là 4,5m đợt 1. Con này thì ngoại hình khá là đẹp bắt mắt do là nó được làm kiểu sơn phủ bóng màu gold ấy. Đấy, sơn màu gold rất là đẹp. Còn phôi bên trong thì phủ sơn màu xám trắng. Ngoại hình con này còn đẹp, zin 100%, ngọn nối nong phụng. Đấy, 4,5m đợt số 1, ngoại hình đẹp, cân nặng này 150k. Ngọn đúng một ly tròn, giá là 700k con này có nhá. Đấy, bản gold. Còn các bác muốn hàng mà nó xấu xấu rẻ rẻ thì các bác chuyển sang clip ngày mai. Ngày mai em lại tiếp tục lên clip cho bác, nhưng ngày mai sẽ là hàng lỗi, giá rẻ. Hôm nay thì vẫn là hàng đẹp có nhá. Đây, tiếp theo các bác lên cho bác một chiếc cần Shimano nữa nhá. Đây là một chiếc cần có chiều dài 6m2. Đọt này 0.6, đọt thì siêu bé rồi. Con này thì phôi thì đẹp long lanh, phôi con này sáng. Hàng của em nó hàng sách tay nên là phôi hiếc nó rất là đẹp có nhá. Thỉnh thoảng nó kỳ xấu, đa phần cũng khá đẹp. Con này thì zin hết cấp nhá, không nói làm gì. Chỉ tiếc cái là ngọn nó là 0.6 thôi. Bác làm mà đánh cái dòng mềm này thì bác chơi nhá. Con này thì em lấy các bác 1 triệu tròn thôi, 6m3 thật, nhưng mà đọt 0.6 thì nó hơi kén người chơi vì nó hơi mềm. Nặng là 205g, khá nhẹ nha. Gọi là 0.83 ly và giá là 1 triệu, mã 30. Mã 31 này. 31 sẽ làm chiếc cần con này làm chiếc cần của Chila xuất nhá. Bản này thì cũng thỉnh thoảng mới lại gặp thôi. Một chiếc cần 4,5m, đọt số 4, thông số hiếm luôn nhá. Bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji. Đấy, phôi sẽ là được phủ sơn xám như này. Ngoại hình thì đẹp. Tên con này sẽ là Prius. Đấy là tên của cần. Đấy, xuất Nhật, chữ Nhật các nhá. Cái này là chữ Cargo. Cabo, đúng không? Cô thì tên là Bo, Cabo các bạn. 4,5 đọt 4, cân nặng này 270g. 1.72 ly. Giá là 700k con này các nhá. 331 đọt số 4 đấy. Mã 32 các bạn này. Đây là một chiếc cần của Si nữa nhá. Mã 32. Có chiều dài là 5m3, đọt số 2, một chiếc cần hàng đẹp nhá. Con này thì đẹp. 5m3 đọt số 2, sản xuất tại Nhật. Chất liệu carbon là file carbon, ngoại hình còn rất đẹp quá nhá. Con này nó rất sáng, con này là có định vị nóng cho bác này. Vân hai da con này lên tận trên ngọn luôn. Ôi, quá đẹp quá nhá. Con này cũng rất là đẹp luôn. Một chiếc cần mã thứ 32, cân nặng này 210g. 1.36 ly. Ôi, con này nó như bác 1 triệu 3 có nhá. 1 triệu 3 con này là quá đẹp luôn nhá. Con này phải hơn đấy mà thôi. Tiếp theo sang mã thứ 33.
33 làm chiếc cần của Nissin. Đây làm chiếc cần Nissin các nhá. Có chiều dài là 4m, đọt là đọt số 4, được trang bị cái dàn khuyên là khuyên Fuji. Đấy, toàn bộ thân nó sẽ là màu vàng vàng sữa. Hộ độ cứng thì khỏi bàn các nhá. Một chiếc cần Nissin dài 4m, đọt số 4, cân nặng này 270g, 202 ly, quá đẹp, 850k, số 33, 34 này, 34 nó sẽ làm chiếc cần dây trong, đây làm chiếc cần dây trong của Shimano nhá, có chiều dài là 5m2, ở độ cứng ở đây ghi là độ cứng 4 các nhá, một chiếc cần của Shimano. Bên trong ngoại hình có xước nhẹ nhé. Được trang bị khuyên là khuyên dẫn là nó sứ xám. Đầu bu nhựa có nhé. Con này đầu bu nhựa thì nhìn hơi xấu. Đầu bu hơi xấu tí. Phôi thì ok các bạn này. Con này thì độ lẩy và độ ấy rất tốt. 5m4, 5m2 đọt số 4, cân nặng này 340g, còn là 345 ly. Con này đấy các bác là 900k đấy nhá. Con này ngoại hình đẹp nó hơn 1 triệu đấy. Dây trong và 4 hơi hiếm. Mã 35 này, 35 đây làm chiếc cần chiều dài là 4m rưỡi, đọt là đọt 2. Một chiếc cần của Iris, bản này bản nội địa Nhật các nhá. Đấy, Osaka Fishing Tackle này. Bản này thì nó là bản nội địa, nhưng là dòng cần tầm trung thôi. Ngoại hình con này đẹp mới, 95-97%. 4m50, cứng 2. Cân nặng này 190g. Gọn 1.43 ly, giá là 600k này các bác nhá. Mã 36 này. Hôm nay lên hơi bị nhiều cần đấy, lên 40 cần nhỉ. 36 nó sẽ làm chiếc cần ISO. Bản này là bản khoen nỡ nhưng mà thân bé các nhá. Bình thường thì nó sẽ gốc nó sẽ khoảng tầm 20, nhưng con này có 18 này. Đây làm chiếc cần ISO, chiều dài 4m rưỡi, đọt số 3, thông số cực kỳ đẹp. Quá ngon các nhá, một chiếc cần mới, có thể nói rất là mới luôn. 4m rưỡi, đọt số 3. Shimano China xuất Nhật, cân nặng này. Con này mới lắm các bạn, nặng là 200g. 1.54 ly, con này giá là 800 ngàn các nhá. Nó mới còn nó xấu, mới cả thông số nó đều hơn, nó sẽ rẻ hơn. 4.5 đọc số 3 là đẹp lắm rồi. Mã số 37 này. 37 sẽ làm chiếc cần Osaka Fishing Tackle đấy nhá. Bản này là bản nội địa. Dài là 6.3, đọt số 2. Đấy, để em xem nào. Cái dòng này thì trước giờ thì giá nó tầm trung trung thôi. Nó không rẻ hẳn, nó không đắt. Để em xem là cái... cũng khá thẳng có nhá, cũng khá cứng đấy. Con này ok, 6m, hay quá, 6m3 nó đột 2 các bạn. Chiếc cần đẹp nhá, ngoại hình cũng gần như mới luôn. Mã 37, cân nặng này 350g, 1.4 ly, 800 ngàn. Mã số 37. Mã 38 này, 38 sẽ làm chiếc cần của Shimano nhá. Con này có chiều dài là 5m4, zoom là 6m2. Con này có độ cứng đọt là 1.5. Bản này thì các bác biết rồi, bản này sẽ được trang bị dàn khoen là khoen Fuji, nó xúc xích nhá. Vân con này sẽ là vân hai da, thuộc dòng hai da bông. Đây hai da bông các bác. Nhìn ngang này các bác không thấy đâu, các bác nhìn nghiêng này. Đấy, thì nếp trên cần nó sẽ chuyển sang một cái lớp vân nó xoáy 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 xoáy, nó bông bông như cái bông tuyết ấy. Các nhìn rõ không? Đấy, nhìn nghiêng sẽ thấy nhá. Bản này thì phôi còn đẹp. Phôi còn đẹp nhưng mà cái bộ khuyên thì hơi xấu các nhá. Con này bán cho bác bộ phôi về, bác hạ tay thì hạ thế này. Khuyên con này thì khuyên này ok này, khuyên này ok, nhưng mà ba khuyên đầu tiên trên này này nó đang bị lai rồi. Con này chỉ bán bác bộ phôi nhá.
Phôi thì em đã rút ra test rồi, thấy độ cứng tốt các bạn. Các bác hạ tay, các bác đi đánh chép dịch vụ của anh con này cũng ngon này. Đánh cảm giác, đánh bò chép 2-3 cân gì đó là ngon luôn nhé. Cân nặng này 270g, 1.22 ly. Con này nếu bác 1 triệu tròn. Những chiếc cần đẹp đẹp như này mà bị lỗi là đa phần là lỗ. Đấy nè, trong mọi 39 này, 39 sẽ làm chiếc cần 4,5 m đọt số 3, một chiếc cần của dòng Pro Game. Dòng này sẽ là dòng của Hàn Quốc các bác nhá, chất liệu carbon. Đấy, con này ngoại hình rất là mới các nhá. Đấy, carbon, các bác nhìn qua cái lớp vân của ánh sáng là đã biết rồi. Con này thì cần nó sẽ không quá thanh đâu, để em test thử nào. Mới được cái đọt to thì là nó rất là khỏe. Ừ, cũng ổn các bác. Đọt 3 là ngon. Mới tinh, mã thứ 39, 600.000, cân nặng này 180g, ngọn là 1.91 ly, nặng là 240g nhé, cho em xin lỗi, con này nặng 240g, này 180. Mã 40 này, 40 sẽ làm chiếc cần của Shimano, dòng này dòng Shimano đời, thuộc dòng đời đầu. Một chiếc cần có chiều dài 5,4 m, đọt số 5. Hàng hiếm nhá, một chiếc cần sản xuất tại Nhật. Cho bác về các bác đánh lục đầu cần cũng được này, ISO được luôn. Đấy, cần đẹp có nhá, khoen Fuji nguyên hết không lỗi lầm gì. Phôi bên trong còn sáng sủa đẹp đẽ luôn này. Thì sáng có vết xước nhẹ, chung quy này còn rất là sáng và đẹp, cân nặng này 460g, ngọn 2.2 ly, con này có giá là 900.000. Rồi, cây cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là cây mã thứ 41, nó là chiếc cần 2 khúc duy nhất của ngày hôm nay. Ở đây là một chiếc cần có chiều dài là 2,3 m, độ cứng là 50. Một chiếc cần của Daiwa, dòng chất liệu carbon Whisker vân 2 da các bác này. Dòng này là dòng đẹp nhá, để cho bác câu biển nhá. Đấy, khuyên là khuyên Fuji nội xứ xích. 2,3 m, cứng 50. Quá đẹp rồi nhá. Cần này nó thuộc dòng của cần hệ 2 khúc. Các bác về các bác câu ngâm cũng được, nhưng mà dòng này thường để câu biển thôi. Nặng là 340g. Nhiều bác về và đi chế câu những con cá, câu lăng xê, câu sộp. Đấy, con này các bác là 850k, mã thứ 41 nhá. Đấy, hết. Cân nặng báo nhỉ? 340g. Ngọn 2.16 ly. Đấy, hôm nay lên bác 41 cân. Các bác mà ưng người nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác vào clip của ngày mai. Bye bye.